hey, dấu 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 cả nhà, đã đến lúc để rap rồi. Và chính là Sammy. Tên tớ rất vui nhộn, vui nhộn. Tớ là slime cực chất và tớ còn có rất nhiều money. Đỉnh đấy Sammy, cậu đúng là bé slime vui nhộn chất lừ đó. Nhưng tớ không thấy đống tiền của cậu đâu cả. Đây là đống tiền của tớ nè. Sammy, chừng này thì không đủ ngầu đâu. Tớ có một ý tưởng hay hơn nhiều. Cả nhà ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm một khẩu súng. Siêu khẩu súng thì có liên quan gì đến rock rap chứ? Chà, cây súng của ta sẽ được làm bằng bìa cứng cơ. Và nó sẽ bắn ra tiền đấy. Oh yeah, không biết thêm nó thì độ ngầu lòi của ta sẽ như thế nào nữa. Sammy, ta thấy rap hình như là niềm đam mê của cậu đấy. Oh yeah, hãy gọi tớ là Lil Sammy. Nghệ danh đỉnh đấy. Giờ thì cậu phải thu âm album đầu tiên cái đã. Wow, một album à? Tớ phải nghĩ ra tên cho nó mới được. Xem nè, các bạn hãy làm một thứ như thế này nhá. Xem tớ có muốn trở thành rapper nữa. Thể hiện luôn đi bạn ơi. Sẵn sàng trầm trồ tới đi nhá. Here we go. Tên của tớ là Siêu. Here we go. Áo quần tớ may rất đúng gu. Yo. Không tệ lắm nhưng vẫn cần cải thiện thêm. Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể mà. Nhưng bài rap của tớ quá hoàn hảo luôn. Đây là nơi ta lắp pin vào đấy. Siêu, đôi khi cậu hơi bị tự tin quá đáng luôn á. Siêu, cậu đang vẽ cái gì á? Bìa cho album mới của cậu đấy. Gì chứ, tớ thấy đẹp mà. Nhưng cái gì cũng có thể xảy ra. Vâng thưa anh, nhưng thực ra đây là một bộ phận của cây súng này. Chúng mình sẽ cần hai cái như này. Mọi người đừng quên cẩn thận khi dùng keo nóng nữa nhá. Nhớ nhờ người lớn giúp ấy. Hãy lắp cái này ngay đây. Quá đỉnh. Xíu cậu cũng phải có một nghệ danh rapper nữa. Đúng thật nhở. Thế MC Siêu gì thì sao? Là Siêu chỗ đó lỗi thời rồi. Chả thấy tới cái gì mới được. Phải là một thứ ngầu ơi là ngầu á. Thế thì tớ không biết nhá. Đúng rồi, Châu Sứ. Không, Sammy, tớ sẽ là một rapper dễ thương. Nên tớ muốn nghệ danh cũng dễ thương nữa. Như là Siêu xinh xinh nè. Hơi xén nha. Mà thôi, tớ chả cần nghệ danh gì hết cho rồi. Tớ thích cái tên của mình nên tớ sẽ là Rapper Siêu. Siêu nghe cũng được. Chính xác, đó là thứ tớ muốn nghe đấy. Nó dễ nghe, dễ nhớ, lại còn hấp dẫn nữa. Mọi người nhớ ấn nút like nếu thích nghệ danh của chúng mình nhé. Tớ sẽ ấn hẳn 100 cái luôn. Tiếc là tớ không thể. Hãy tạo một cái lỗ để luồn dây điện qua nhé. Luồn dây cẩn thận nào. Được rồi. Nè, bây giờ vẫn chẳng có gì hay ho hết ạ. Cậu chỉ cần kiên nhẫn một tí tẹo tẹo thôi Sammy. Khi tớ lắp xong cây súng bắn tiền này cho cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ đứng hình luôn đó. Để rồi xem. Còn giờ thì chúng mình sẽ hàn dây điện vào tấm kim loại này nhé. Nhìn hay thật đấy. Nó làm tớ nhớ đến lớp khoa học. Tớ thích học tiết khoa học lắm. Với tớ thì khoa học như phép thuật vậy á. Cơ mà cả nhà nhớ nhờ người lớn giúp thực hiện bước này nhé. Còn giờ thì nối dây điện cẩn thận vào đế cây súng của chúng mình nào. Như này nhá. Siêu, tớ vừa có một ý tưởng cực hay luôn. Tụi mình thu âm bài hát cùng nhau đi. Được đấy nhở. Mà nhìn này, khi tớ bóp cò súng thì các miếng kim loại sẽ tiếp xúc với nhau. Lát nữa các bạn sẽ hiểu tại sao ta cần nó nhé. Còn giờ thì tụi mình phải nghĩ ra lời bài hát cho ca khúc cái đã. Tụi mình nên rap về các món thủ công á. Kiểu như chúng ta thích thủ công, ta sẽ chẳng dừng dù bão táp mưa giông. Tớ hết văn vở luôn rồi đó, cậu tự nghĩ thêm nhé. Ok, con dễ siêu. Ok. Cảm hứng là một thứ khó nắm bắt. Nó xuất hiện ở đây và rồi biến mất trong chớp mắt.
Đúng thế. Cơ mà xem cái này đi nè. Có câu cảm hứng không ghé thăm người lười đâu nha. Lười biếng á? Nó không có trong từ điển của tớ đâu. Cây súng bắn tiền sắp xong rồi, chỉ cần làm thêm vài chi tiết nhỏ nữa thôi. Đầu tiên tụi mình sẽ lắp bánh xe vào. Nhờ chúng mà cây súng của chúng ta sẽ bắn ra tiền đấy. Money, money, money. Đúng thế xem mẹ. Thật là vui ghê. Ba-dum, bam, ba-dum. Còn đây là các bộ phận bên hông của cây súng. Có bao nhiêu rapper của cây súng bắn tiền nhỉ? Tôi chả nghĩ ra được ai cả mọi người ạ. Chúng mình sẽ là những người đầu tiên. Simi, hay là cậu viết lời bài hát cho ca khúc của chúng mình đi. Cậu có thể viết đoạn đầu, còn tớ sẽ nghĩ ra đoạn cuối nhé. Ý hay đấy. Nhớ dán thật cẩn thận nha. Siêu bình tĩnh nào, cậu đang làm tớ phân tâm đấy. Thủ công, mây mông, cống lông, lông bông. Wow, quá trình sáng tạo đang diễn ra ở bên kia mọi người ạ. Thôi thì đừng làm phiền cậu ấy nhé. Và tốt hơn là làm việc tiếp thôi. Dán thêm keo vào đây nào. Siêu, ta làm được rồi, hãy cực luôn đấy nha. Thôi đó, quá tuyệt vời Sammy. Tớ chỉ cần viết thêm đoạn kết là bài hát xong rồi. Cũng như cây súng của chúng mình. Đỉnh luôn nha. Các bộ phận chính sắp xong rồi nè. Nhớ cho thêm keo vào nhé. Hãy cẩn thận kẻo vương vãi ra và làm hỏng nó nhé. Giờ thì dán các bộ phận với nhau nào. Xong rồi. Đến lúc trang trí rồi đây. Hooray. Money, money, money. Xem đến lượt cậu kìa. Oh yeah. Bước cuối cùng và xong rồi. Một cây súng bắn tiền cực chất luôn. Tớ sẽ lấp đầy căn phòng này bằng tiền. Cái gì đấy? Sammy? Cậu thích phong cách mới của tớ không? Cực kỳ rapper luôn á. Đến lúc hát bài hát siêu đỉnh của chúng ta rồi. Yay! Chúng tớ là Sam lém lĩnh. Chương trình hay ho cực đỉnh. Các bạn mau ấn nút chuông và để lại bình luận bên dưới. Tạm biệt mọi người. Bye 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 bye.